Chiều ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022. Chương trình phối hợp được ký kết bởi đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó, trong giai đoạn 2018-2022, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai 6 nội dung cơ bản nhằm phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, với số lượng chính sách pháp luật ban hành ngày càng nhiều, trong đó rất nhiều bộ luật, nhiều vấn đề tác động trực tiếp tới thanh niên, thì công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh niên càng phải đẩy mạnh và phương thức cần đổi mới nhiều hơn để đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở 6 nội dung trọng tâm đã ký kết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đều khẳng định, hai đơn vị sẽ xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm và quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện, định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện, có sự điều chỉnh, bổ sung đối với những vấn đề, nội dung phát sinh theo tình hình thực tế.